không lấy nha. Không thích. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Ăn Vặt Sài Gòn và du lịch. Bây giờ là 11:30 trưa này. Hôm nay mình có đi qua đường Nguyễn Văn Lương, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn đó là tiệm cơm Bình Dân. Thấy ở đây bán là cực kỳ đông khách các cả nhà. Ở đây mình đến đây thấy cái bảng là cơm Bình Dân 25k nhá. Ở đây là địa chỉ tại số 184 đường Nguyễn Văn Lương, quận 6. Cô chú chị bạn ai có đi ăn này ở gần đây thì mình ghé ăn biết đấy. Bây giờ thấy là khách là rất đông này. Sau đây mình sẽ vô quay cảnh mua bán giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng khám phá nhé. Biết đây là cơm rất nhiều món đấy cả nhà. Bên đây là bàn ghế không gian là khách ngồi này, ngồi ăn quá trời này, buổi trưa này. Để xe ở đây này. Đây mình vô trong này quay mấy cái đồ ăn này. Thấy đã quá luôn cả nhà. Ôi, đây thịt kho này. Gà, cá, lươn này. Rất nhiều món. Trên đây này, quá trời nữa. Ở đây cơm nào cũng giá 25 ngàn hả cô? 25 cả con chua với món khoai là 35 ngàn. Dạ. Ở đây cái thời gian mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Sáng ngày 5 giờ khuya là có rồi. Dạ. Bán cả ngày á. Đây có cá kho này. Đấy, đây có bếp than để cho nóng này. Khi nào nóng rồi nè. Đúng đây rất thơm. Đây cá này cũng có bếp này, nó sôi này. Đây sườn kho thơm này. Đây cá ba sa. Đây thịt kho măng. Đây thịt kho trứng. Đây đùi gà kho. Đây đậu hũ nồi thịt. Rất nhiều món. Đến đây tha hồ chọn. Có 25k thôi. Đây mình đến giờ này thấy là khách là đông kín quán rồi. Quán cơm của mình ở đây mở được bao nhiêu năm rồi cô? 15-20 năm. Dạ. Thấy quán cơm của cô có cả người nước ngoài đến quay rồi đó. Quá trời. Lên báo nước ngoài đó cả nhà. Quán cơm mà Bình Dân mà nhiều món ăn. Đây bán cơm cho người lao động chưa ghé đi ăn buổi sáng chiều. Ở đây chắc mình phải có 30 món này cô hả? Ba hơn 30 món. Đó. Có theo hồ học về. Học chết được không? À, học chết quên. Rồi đừng học đi. Hai phần vậy hết rồi không? Có học chết. Rồi, có học chết. Có tiêu lấy học chết. Nhưng điều đó là 25 ngàn đó cô. 25 ngàn. Đây hai phần của chú đây. Con thịt kho lại kho nhé. Con ba đợi thôi về ăn đây. Ăn đây. Cho em một nào ơi. Nha, 20 thịt chứ chén nước hoa cho cổ hạt. Bỏ rồi. Thì với cơm cá này nha. Dạ, với cơm cá biển. Con cơm ăn đậu cá, cơm cá con thơm. Cá con thơm cho em ăn đây đi. Con tiêu lấy trứng này của chú à. Những cái đầu cá đó thì bao nhiêu tiền đấy chú? Đầu ăn á. À, 35 ngàn đó. Cái vật có trứng này. Món nó 35 ngàn đó. Đấy, coi đi.
Thơm lắm phải. Bây giờ khách lại đến quá trời. Cái gì cái nào cũng có cái than thế này, cả bếp than này nha, cho nó nóng này, giữ nhiệt này. Ồ, đấy à, cái nào sôi riu riu hay chi đứng đây thấy nóng quá. Nóng quá. Dạ. Có là một cây. Dạ. Khó lũ rồi. Mình phải chấm. Thịt kho không lấy trứng ha, tụt thịt cho chú đi. Rau sống mua về cho rau luôn. Con đây là con trai ơi, yeah.
Cái món cá kho mắm này thấy nhiều người ăn. Nó bán 17.000 á. Ngon. Nó 5.000 ba mẹ ơi. Món đó 35.000 phần. Cơm mà dành cho người lao động. Liên tục không nhớ được. Đây. Rồi nè nè, ốc. Đây. Thịt cơm ăn với cái trứng của chú nè. Thấy hấp dẫn đấy cả nhà, rất béo. Bò kho xả ớt. Đây bò kho xả ớt. Có chứ. Nè một gà kho xả nhà trên chạy giùm đi. Tí
mình sẽ ăn cái phần cá hú này này. Cá hú này ngon này. Rồi cho một hộp gà kho xả. Đây khách mua về rất nhiều. Đây có cá chê chiên, tôm, quá trời món. Chị gái múc canh chua cho khách. Đây canh chua chị. Dạ. Đây chắc chị chủ. Dạ. Dạ. Tại vì thấy chị to nhất là chủ. Dạ dạ. Đông như cả nhà, lượng khách ngồi kín quán rồi, bên kia quá trời. Cơm đẹp tính mấy dĩa vậy?
đùi gà chiên, quả bì, cái này bán cơm tấm này, sườn này, bì chả, sườn. Mày nói hôm qua bỏ gì đâu? Chỉ gì đâu rồi mày? Chị bán em một phần cá này đi, cá kho đi. Đây cá này này. Dạ cá hú. Một phần cá hú ăn đây đi. Vâng. Món này là bao nhiêu tiền phần nhỉ? 25. Dạ. Thấy món này ngon này. Nhìn hấp dẫn quá. Đứng đây mà thấy đói luôn á. Không phải cho trẻ ăn đồ. Cá hú rồi, chú ăn đây đi, mua phần ngoài mang đi. Dạ. Ở đây mình kêu cơm cá hú và canh cổ hoa. Ở đây có cả thêm một rổ rau nữa cả nhà. Canh, cái canh này bao nhiêu tiền phần đấy chị? Canh này hả? Dạ, 30 ngàn một trái cổ hoa nhé cả nhà. Đây là cá hú 25 ngàn một phần. Thấy hấp dẫn hả? Cá là kho nhìn này, miếng cá to này, 25 ngàn. Đây là trái hổ hoa 30 ngàn này. Hổ hoa có nhồi thịt trong này. Đây sẽ được một chén nước mắm và một rổ rau. Có ớt này. Đây là cơm. Đây là sẽ làm ớt của mắm này. Mắm là chấm. Chấm hổ hoa. Thế có nguyên cái rổ rau quá trời tha hồ ăn. Càng mắc là cá vô. Xin mời cô chú anh chị và các bạn nhé, thưởng thức bữa cơm. Nhiều mình ăn như thế này, bao con rau luôn. Thank you.
dân ngon. Anh em thấy món cá kho ngon, vừa ăn. Sao khách mà rất đông, mà quán cơm đây được báo nước ngoài rồi, đến quay rồi. Tôi khuyên chị bạn ai có gì cứ qua đây thì một ghé nơi thưởng thức xem sao. Đấy là thịt cá ngon. Đây mình xin giới thiệu sơ phần kêu tôm mình kêu đó. Cá là 25 ngàn, một trái khổ qua là 30 ngàn, cộng cái phần mình ăn là 55 ngàn, ăn là thấy rất ok. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé.